Anh tên là gì? Tôi tên là Thanh mà. À Thanh, thôn Tân Dĩnh nhỉ? À, không, Dĩnh Trì chứ. À Dĩnh Trì, Dĩnh Trì. À. Dĩnh Trì. Dĩnh Trì. Dĩnh Trì. Tân, xã Tân Dĩnh. Không, À Dĩnh Trì chứ. xã Tân Dĩnh khác nhỉ? Tân Dĩnh trên kia. Ừ, đây là Dĩnh Đây Trì. là Dĩnh Trì. Là em tìm số điện thoại nhà thằng ấy trồng đào, mình viết À. nhầm. Đây anh trồng từ đầu năm đây khoảng. Đấy đồng đầu năm mà. Ừ. Giờ lại cuốc ra thế này. Và đây là quốc gia thì bón khí vào. Vẫn do à phải Do nó nhai có do thì bón do, còn nhai có phân thì bón phân. Mới cho tí lân. cái này mà có phân trâu với phân ấy mà bán, phân bò bán tốt lắm, Hữu cơ thì tốt. hữu cơ thì tốt, cân có đấy. Nói chung những gốc đào to khủng đa số người ta phải bón cái đấy. Cái này cứ để nó to nó xốp càng xốp ấy, cái hoa này này không cần mịn đâu, nó lưới đất nó rỗng, đúng rồi, mình không cần nhỏ quá. Thế bà đâu không? Nhà tôi thì lại sức khỏe chân cẳng nó kém. À Đã ngoài năm tinh ông bà cùng làm thôi, nhưng bây giờ bà này ít hơn 3 tuổi, nhưng thực ra giờ chân cẳng nó kém rồi, bà chỉ có thể dục trông cháu. ừ, thế là bây Còn giờ mình khỏe hơn tí thì mình ra đồng làm túc tắc. một tức là một lửa đã không lao động rồi, còn một lửa thôi. Còn các cháu đi cơ quan nhà nước hết, bây giờ nó không làm, bây giờ có ít ruộng À ra đây không, ông bà cái ta này lại chiến đấu thôi. làm đây nó không đủ ăn. Cơ quan nhà nước thì tháng Lương thấp lắm. 5-7 triệu. Trên em thì toàn đi Hàn Quốc rồi. Toàn nước ngoài Đài Loan giải quyết nhanh lắm. Nhà cửa Tam hầu Dị như à? đã. Trên Em ở trên Lục Nam. Lục Nam khu Tam Dị ông Dũng này Tam Dị thì Hàn Quốc. là đi nước ngoài nhiều. Giàu lắm. Chứ không ấy. Trên kinh tế phát triển lâu rồi. Không người ta Lúc ấy chúng tôi đã lên trên đấy đồng đồng thóc làm bằng sáo, nó biết là trên đấy đã phát triển mạnh. nhận thức của nó nhanh. Cái đó tôi Còn ở vào khu 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 xã Yên Sơn thì gần như cả làng đi buôn. Những năm trước mà quần áo trên Lạng Sơn họ lên toàn ở khu Yên Sơn, bây giờ họ lại chuyển lên Thái Nguyên, mới lại Bắc Linh, khu vực Samsung ấy. Ở làng chẳng còn ai nữa, được mấy cụ già. Nói chung ở đâu nó theo phong tục đấy nhỉ, một người đi là nó nôi. Năm ngoái bác là được bao tiền một cây, một Năm cây nào như ngoái thì này? tôi không phải là đào gốc rừng ghép, Không, mình đã ăn những gốc đào thường, đào đào dân dã. Gốc đào dân thường dã này thì bình quân nó vào khoảng độ 300. 300 một gốc. Ôi ra xem là to ăn gì nữa. Tương đối là gì? 300 đấy. 300 là bán số. Tức là cây to bù cây bé bù cây to. Cây to thì bán xô 600, nhưng mà cây bé này bán xô chỉ có độ 140 Cái thôi. này Thì hết mình ngay. Ở trên em là có khu ấy, khu khu Bảo Sơn. Khu Bảo Sơn là gần như cả cả xã Rồng Đào. Toàn đào huyền to, bán mấy triệu cơ. Đẹp lắm. đào huyền này. Vâng. Vì hơn nữa đất mới ở trên đấy, đất mới làm nó. Không, họ làm 4-5 năm rồi. Trên này lâu. Khu đất của bác đang đạt tiêu chuẩn ấy. Đó là đất Nhưng mà thịt cái đi. ruộng này thì nó cũng khó khó làm tí, đất thịt. Đâu đất thịt mới trồng đào nó mới đẹp. Còn đất cát nó rẽ hoặc là rễ nó kém. Nó nóng rễ. Vừa đất cát lên đất nó Đất nóng không? thịt này nó mát nhưng khó làm. Khó làm mà sau này nó nở là nó hay nở chậm, nở sau. Ừ. Nó chậm nở Đất hơn. cát là nó Nên nóng là nhưng mình nó kinh nở nghiệm trước. mình tuốt trước cái nhà kia độ 15 ngày. Đúng rồi. Không nhớ. Đấy là do mình phán đoán. Giờ lên được làm. Cái cây này anh mua bao nhiêu tiền? Là cái cây này nhà ghép ra lúc mua đào mạ cái nó rẻ, nó có mấy trăm con Ở cây thôi. ở đây là ai chuyên môn bán đầu đào gấp? Tức là cái đào này ấy, thì bây giờ cái giá vừa rồi người ta bán cái đào ghép rồi bán này là bình, tức là cái giá dân dã hiện nay là có 15.000 con. 15.000 năm nay không có. Em lên trên Bảo Sơn nhiều nhà mua không có, mua 20.000 cũng không có. Còn Còn bây toàn giờ sót nếu đào muốn xấu.
Tức là lúc chúng tôi mua là đâu phải đông vụ chí kỳ. Còn trong năm thì có, nếu mua nhiều chỉ có 10.000 thôi. À. Mua từ trong năm ấy. Còn ra riêng này hôm nay nó sốt đào cái con này. Ở khu vực Kiến Trì có nhà mình, có làng mình có nhai ghép. Ghép nhiều nhưng đa số là ghép lấy nhiều. Không, người ta ghép bán ấy. À, ghép bán thì bây giờ không có. Cũng có nhưng bây giờ người ta bán hết rồi. Ừ. Như anh ghép chỗ này là đủ rong tháng năm hả? Đủ rong nhưng mà cũng bán một ít. Bán ít thế này là ít hay là còn đâu nữa chứ hả? Không, còn có con nữa. Đây con này, để sang năm mấy này. Đây rong cái hạt đấy phải không? Không, đây cái con này người ta gieo lên như thế này rồi. À, mình mua về mình cấy. Mình cấy. Lại một công đoạn nữa. À. Tức là ông gieo riêng. Tức là ông gieo ở trên Lạng Sơn là gieo. Ừ, mình đây lại mua con bé tí về. Mua tí về, xong mình làm đất, mình dâm nó xuống. Dâm xuống, xong là mình bắt đầu ghép để bán cho ông thứ ba. Đúng rồi. Tức là một cây đào mà nó phải chuyển 4 ông chủ à, nhỉ? Đúng rồi. Có phải không? Chính xác. Đến người mua ấy. Mua. Chưa kể ông buôn. Vâng. Nhỉ? Kể ông buôn là năm đấy. Phải có người buôn thì về bán các địa điểm mới bán. Nhưng mà trên Đồng Nam dạo này kinh tế phát triển mạnh. Vâng, trên Đồng Nam nó chuẩn bị mở thành phố, nó cũng, đô thị nó cũng hút. Mạnh đấy. Chỗ của chỗ Đồng Nam mua vào. Nó có sông, có đường tàu, có đường bộ. Vừa rồi cho các cháu nó thuê 5-6 cây lên Đồng Nam. Ngay chỗ dốc sàn ấy. Thế à? Bao tiền này? Thuê 5 cây hơn 10 triệu. À đi. Mấy triệu thôi, cây vừa vừa. Năm nay ông Rong kết hợp em quảng cáo cho là thuê khả năng là đông người thuê hơn. Giá nó cao hơn. Dưới này thuê thì 5 cây 10 triệu á? 5 cây có 11 triệu. 11 triệu thì cũng rẻ. Tức là mình bao ship gì? Tức là ở dưới kia là tôi tổng lại. Tức là mình bao ship. Tức là mình ship lên tận nơi. Mình ship lên nơi. Xong lại ship về. Ship về nhà có ô tô. À xong ừ. Có xe nó đưa lên nơi. Hai anh em chỉ ra đấy tạo cho nó, để cho khán giả nó xem. Năm nay thì... Đâu, anh em mình xuống cái xem tận gốc. Đây, mấy cây to đầu kia. Nó sùi mủ kia là lý do. Sùi mủ thì nó vẫn, năm nào nó chở vẫn sùi mủ. Vẫn sùi mù. Đây anh vừa sùi mù, mưa là bị sùi mù. Mưa thì sùi. Nhưng mà trên kia nó bảo bón phân ấy là say sùi mù. Bón phân lân đạm hay sùi mù, còn phân chuồng là nó không sùi. Cái này năm ngoái là anh thuê bao nhiêu? Thuê 3 triệu đấy. 3 triệu cái này. Đẹp. Cái này thế này, cái này cũng 3 triệu. 3 triệu cao bao nhiêu nhỉ? Cái này cũng đẹp. Cái này năm nay mà nếu mà nó ra phải độ 3 mét. Được đấy. Đường kính. Ờ, đường kính. Cao cũng phải 3 mét. Đúng rồi. Năm nay chắc giá nó phải to hơn chứ phải không? Ờ. Đẹp hơn. Cây này cũng... Cây này cũng 3 triệu. Ờ, nữa. Thuê ở sàn đấy hả? Ờ, sàn đấy. 3 triệu là mang tận nơi. Mang tận nơi. Hợp lý quá nhỉ. Xong mình đi lấy gốc về. Ừ. Đây cây này bao nhiêu? Là những cây này cái đầu thế gọi là... Là hiện nay là cái xu hướng đầu gốc kia là chậm. Cái đầu gốc ghép rừng là nó chậm hơn. Ừ. Bây giờ đa số dân chơi đào thế thì nhiều rồi. Đào thế. Tức là đào thế của nó là gốc, không phải gốc rừng. Cây lạnh cho thuê phải. Mà gốc ghép. Đấy tình cây cho thuê hết. Ừ. Cây này năm ngoái cho thuê bao nhiêu? Đấy đang đâm chồi đây. Đây hoa đây. Ừ. Hoa năm ngoái đây hả? Ờ, hoa năm ngoái đấy. Xoát lại đây. Hoa rực rỡ. Năm ngoái thì nở có trúng không? Nở trúng đấy. Nở trúng rồi. À. Cây này chọn thuê đây. Thuê hết đây, hàng thuê hết. Bao nhiêu rồi cây này? Ừ, đấy vẫn tiền 2-3 triệu hết. 2-3 triệu. Ừ. Đây cây này là 2 triệu gì? Ừ. Đây mấy cái này là chắc 2 triệu. Ừ, 2 triệu. 2 triệu. Tức là cái này nó không phải là gốc rừng. Không phải gốc rừng, gốc ừ, của đạo mình gốc dòng. Này, gốc nguyên bản của nó. Nguyên bản. Ui, giờ nó lở hoa hết công suất. Ừ, đấy. Rồi. Anh tên là gì nhỉ? Để hôm nay có bác. Thanh gì? Thanh vợ tên là gì đây? Luyến. Thanh Luyến hả? Thôn Núm. Thôn Núm Dĩnh Trì. Ừ. Ông Rong vừa lên có bác nào tức là tháng 8 tháng 9 em lại view cho. Thì đến Tết là ông nào thuê là. Cây bonsai khủng này.
cùng gối đấy. Đẹp đấy nhỉ. Đẹp đấy, hàng này nó. Nó phải lên 40-50 phân đấy chứ. Ừ, nó phải cao, nay mai nó phải cao to lên. Ừ. Nói chung là thuê mới lại mua thì anh Thanh không nhận, thuê là nó sẽ rẻ được khoảng 1 phần 3 nhỉ. Đúng rồi. 10 triệu thì mình thuê chỉ 7 triệu nhiêu. Không, nhưng cái gốc này bình quân, nếu mà gốc những cái gốc như này thì bình quân chỉ độ 500 thôi. Sẽ 500 nào? Ví dụ như mình thuê độ 2 triệu thì cộng với tiền gốc là 500, nó chỉ là được 2 bán triệu. Thẳng là 2 triệu rưỡi. Và bán thẳng 2 triệu rưỡi. Ừ. Thế cái gốc này nó chỉ chênh 500 nghìn thôi. Đây giả sử như gốc này là ngoái thuê 3 triệu đấy gì? Thì nếu bán thẳng là bao nhiêu? Bán thẳng thì phải có 4 triệu. Đấy thế, ừ nó phải chênh lên. Thường thường là người ta sẽ lấy 70%. Đúng rồi. 70% của gốc. Những cây to ở đây rồng là nó gần đường ô tô mang lên mang xuống thì dễ. Ừ. Ô tô vào ghé thì rồng luôn. Nhà thủy đào này có gốc 5-6-80 triệu. Nhà thủy thì nó làm gốc bằng cột điện, nó mua tận nào. Tết. Còn công dưới cái đào cưa gốc vừa rồi chuẩn bị uốn lại. Đâu chỗ nào? Đâu ra chưa? Hôm nay các bác mua đào xem kênh Uống Rong rồi mua nhà bác Thanh chăm chỉ đào tương đối đẹp ở khu Vĩnh Trì. Đây là những cái gốc đào tán, năm ngoái là cắt cành bán tán rồi. Ừ. Thế năm nay là cái gốc là đào cắt gốc rồi, cắt cành rồi, bây giờ để lại nay mai. Nhưng mà cái này anh lưu để mấy ấy, một đấy chứ? Không, nay mai là uốn theo kiểu truyền thống như này nè. Không, nhưng cái cành lên này để một cành như hay để tùm ra này. Tùm tất cả 5 cành thì xong mới uốn đủ mới đủ thế như thế này. Sao lại cắt thu xuống rồi? Đâu, bây giờ nó mới lên. Đâu cắt thế nào? Giờ phải cắt thế này chứ? Nay mai? Không, nay mai là cứ thế này mà bắt ra uốn lên mà. Thế nhưng mà ra uốn lên thì phải cắt ở đây chứ. Hả? Phải để bán hay cắt cành một? Không, nay mai ấy là không cắt cành nữa. À. Năm nay sẽ đánh gốc bán cả gốc. Ừ đấy, em đấy. Hiểu thế. Ừ. Tức là năm nay là không cắt bán cành nữa. Ừ, không bán cành. Bán gốc. Mà sẽ bán gốc. Ừ. Ý đồ là sẽ bán gốc. Ý đồ bán gốc. Ừ, vì gốc là để lâu cũng không được. Đúng rồi. Không nhỉ? Bao nhiêu chậu? À, bao nhiêu cây? Cây này thì nếu mà cuối năm có đẹp chỉ 2 triệu nhỉ? Không, gốc. Cây này gốc này ấy nó chỉ bán nó 200 cây thôi. Bán cả gốc á? Ừ, đánh cả gốc chỉ 200 thôi. Gì vậy? Ừ, nó là gọi là đào. À, đào 1 năm. Ừ, đào 1 năm. Ừ. Nhưng mà là gốc cưa. Đánh cả gốc. Cũng được ấy. Tức là mấy năm mình lại thay? 2 năm. Ừ. Đúng rồi. Bắt ra là 4 4 cái. Xong là bắt một cái cái lên. Ừ. Nó như cái kia đây. Đây nó như gốc này đây gì? Ờ. Sót cái hoa lở. Những cây này có làm bao nhiêu anh Thanh? Giả sử cái này. Cái loại này là một cuối năm phải vài trăm. Độ mấy trăm? Độ tầm 400. 400 nhưng lại nó đẹp. Ờ. Nó đẹp hơn loại này. Ờ, đẹp hơn. Tay chân nó to. Ừ, nó to. Ra. Ôi dạ. Ủa, cái chỉ này. Cái tỷ lệ mà gì nhỉ? Tỷ lệ diện tích bị giảm bao nhiêu nhỉ? Anh Thanh. Hả? Diện tích giờ đã giảm được bao nhiêu? Lửa chứ. Diện tích thì bị thu lại. Đây khu vực cái thôn núm đấy chỉ mà đào thu lại mất lửa không hay là hơn thu ruộng rồi chứ. Đấy cái tỷ lệ đào nó thụt đi thụt nhiều chứ, ngoài 5-7 ngàn không nhỉ, ngoài 5-7 ngàn thụt nhiều. Bây giờ có được cái khu này thôi, được mỗi khu này thôi, còn mấy khu khác nói chung dân lại phải chuyển công việc nhỉ. Ừ, nhiều hết rồi. Chuyển công việc khác, còn hai mẹ già nhà làm hầu hết.
Đây nó thành có bao nhiêu gốc đây? Chỗ này bao nhiêu gốc? Cả ruộng này à? Cả ruộng này nhưng mà là gốc to này nó có 2 gốc. À, 2 gốc. Rồi, là... Anh chào khán giả của ông Rong với lúc. Chào khán giả của ông Rong. Ông Rong nhá. Rồi. Chương trình hôm nay ở vườn đào. Nhà Thanh gì đấy? Tôi Thanh Luyến. Thanh Luyến. Ở thôn Núm, xã Dinh Thôn Núm, thành phố Bắc Giang. Anh đọc số điện thoại. Số điện thoại là 034-661-7885. Ừ, anh đọc lại cho. 034-661-7885. Rồi, chào anh nhé. Các bác muốn mua đào xuống nhà anh Thanh. Thanh gì nhỉ? Thanh Luyến. Thanh Luyến nhé. Thôn Dĩnh, thôn Núm Dĩnh Trì ạ. Có khoảng độ mấy trăm gốc, vừa thuê vừa bán thẳng. Các bác ủng hộ kênh của Rong Vlog nhé.